16 năm gắn liền với chiếc xe lăn cũng là 16 năm đầy nghị lực sống của chàng trai đam mê bóng đá Phạm Tuấn Hưng. Sinh ra với cơ thể lành lặn, nhưng một biến cố bất ngờ ập đến khi Hưng bị gấu cắn mất đôi chân khi mới chỉ là cậu bé 2 tuổi. Sống với một cơ thể không lành lặn, nhưng trong tâm hồn Hưng luôn tràn đầy tinh thần lạc quan, yêu đời với sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè. Trong những lúc rảnh rỗi, cậu thường xuyên tập đá bóng. Môn thể thao mà ai tiếp xúc với Hưng không được tận mắt chứng kiến sẽ không nghĩ cậu có thể chơi được chuyên nghiệp đến như vậy. Đôi tay di chuyển thoăn thoắt và khéo léo chạy chỗ trên sân cỏ khiến cho không ít những cầu thủ lành lặn cũng phải mướt mồ hôi mới có thể truy cản, và ít ai biết rằng Hưng chính là vua pha lưới với những cú sút đầy uy lực. Phạm Tuấn Hưng cho biết, những ngày đầu mới chơi đá bóng cách đây khoảng 10 năm thì thực sự là khó khăn bởi đôi tay chưa quen nên di chuyển rất chậm so với các bạn khác. Nhưng với sự kiên trì tập luyện hàng ngày, từ việc tâng bóng, dẫn bóng rồi dứt điểm để vượt qua khó khăn. Từ những ngày đầu đến với bóng đá còn bỡ ngỡ, giờ đây Hưng đã trở thành một tiền đạo xuất sắc của đội bóng khiến cả những cầu thủ khỏe mạnh đều phải dè chừng. Sau những giờ học trên trường, Hưng lại miệt mài bên trang sách, hoàn thành bài tập thầy cô giao. Không được lành lặn như các bạn nhưng mà em vẫn tự tin là em có khả năng ghi bàn tốt hơn các bạn. Bỏ lại những mặc cảm, tự ti vì khiếm khuyết trên bản thân, Hưng cho biết bản thân luôn sống với tinh thần lạc quan, không coi những khiếm khuyết này là trở ngại trong cuộc sống.